Xin chào bà con và các bác, lại là em Biên đây, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tâm Đảo. Hiện nay em đang điều hành trực tiếp đơn vị trung tâm cây giống Tâm Đảo. Là một người con của miền núi Tâm Đảo thì em là một người yêu trà. Đây là những loại cây trà hoa vàng Hakoda Lâm Nhị mà em đã ươm gốc đánh ở núi, có thể nói là những gốc trà cực kỳ khủng. Ở đây thì có mỗi Hakoda là gốc to thôi, còn bên góc bên này thì có cây kim hoa trà, thì có mỗi một cây này thôi. Kim hoa trà giờ đang ra lộc rất là tốt rồi. Cây này đến mùa hoa sai chữ chít. Vì cái cây này thì em cũng ươm khá lâu rồi, bây giờ đang phát lộc như này. Ghép thêm một vài mắt vào cho nó để cho nó phát triển. Cái gốc nó như này thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là lá của nó rất là khỏe và bóng. Cái dòng kim hoa trà này là tên khoa học đầy đủ là Camellia lutidissimachi, là một trong những loài chúng ta tìm thấy tại Việt Nam ở năm 1962 ở núi Bát Đại Sơn ở Việt Nam. Còn giáp bên kia Bát Đại Sơn thì là Quảng Tây Trung Quốc. Đấy, thì cũng có loại này. Nhưng đối với cây này thì bọn em đang trồng và phát triển ươm khá nhiều. Và đối với cây giống, còn cây to thì em không có nhiều, thì em chỉ để làm số lượng ít thôi. Cái thứ nhất đây là dòng loại trà quý hiếm, bởi vì hoạt chất nó là cái dòng đầu tiên của trà hoa vàng để đặt nền móng cho lịch sử trà hoa vàng Việt Nam cũng như trà hoa vàng quốc tế thế giới. Và người Mỹ họ đã bỏ ra quá nhiều tiền chỉ để lấy được cái giống này về, và họ phải thông qua Trung Quốc họ mới lấy được, còn họ không lấy được ở Việt Nam mà họ rất là khó, bởi vì những cái năm sau chiến tranh họ không hầu như là không muốn quay lại Việt Nam nữa. Nó là cái lịch sử như vậy. Nhưng bây giờ thì hai nước nó ngoại giao hợp tác hữu nghị, mọi thứ bình thường rồi, thì bây giờ nó dễ hơn rồi. Ngày trước Mỹ nó phải đổi hẳn một cái máy bay Boeing cho Trung Quốc để Trung Quốc gọi là bổ xẻ ra. Đấy, cái lịch sử như vậy. Bây giờ đến lịch sử của trà hoa vàng ở trong các tài liệu của Tam Đảo và Đức kết hợp ấy thì là vẫn ghi như vậy. Đây là dòng Camellia lutidissimachi, hay còn gọi là kim hoa trà. Các bác thấy cái lá của nó bóng ánh lên kim không? Cái hoa của loại này cũng thế. Và chính vì cái tên kim hoa trà là chính là do cái loại này nó đặt ra. Thì chia sẻ với các bác như vậy. Hy vọng các bác đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của em Biên. Xin chào và hẹn gặp lại.